Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dương Bảo Review. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ cái cảm nghĩ của mình sau khi mà sử dụng chiếc VinFast Fadil sau 4.000 km. Thì xe của mình đã mua nay là khoảng hơn 2 tháng rồi các bạn, nhưng mà mình đi cũng khá là nhiều. Mình đi Phan Thiết, Vũng Tàu, vòng vòng thành phố Hồ Chí Minh thì nó khoảng 3.700 rồi, gần 4.000 km rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video này để mình chia sẻ đánh giá về chiếc xe VinFast sau cái thời gian là khoảng 4.000 km, thì cái cảm giác của mình khi sử dụng nó như thế nào, để cho các bạn, ví dụ như các bạn muốn đang quan tâm về dòng xe này, các bạn có một cái sự lựa chọn nó tốt hơn. Thì hiện tại cũng như là VinFast họ đưa ra những cái chính sách dành cho khách hàng, mình thấy nó khá là ok. Nếu mà các bạn mua trong thời điểm này thì mình thấy nó cũng khá là phù hợp cho các bạn. Cũng như là xe này mình sử dụng sau 4.000 thì mình có một số cái chia sẻ cho các bạn như vậy. Về cảm giác lái thì mình cũng đã lái cũng nhiều dòng xe rồi, nhưng mà nói về phân khúc hạng A thì chiếc VinFast này mình cảm giác lái nó rất là ok nha các bạn. Có nhiều khách hàng họ đang phân vân một trong những cái chiếc xe của dòng hạng A như là Kia Morning hay là Hyundai i10 hoặc là Honda Rio chẳng hạn, nhưng mà mình thấy là chiếc VinFast Fadil nó cho mình cái cảm giác lái nó khá là chắc chắn, xe nó rất là đầm, độ cách âm nó cũng khá là ok. Và một cái đặc điểm nữa là khi mà mình chạy sử dụng cái con Fadil này á, nó cho mình một cái cảm giác là mình chạy nó khá là tự tin, tại vì nó nhỏ gọn, mình đi trong thành phố mình luồn lách nó dễ, quay đầu hay là mọi thứ mình cảm giác nó là nó trong cái khả năng kiểm soát của mình. Nên đó cũng là một cái mình rất là thích cái chiếc VinFast Fadil này. Nói thì chém gió vậy thôi, nhưng thật ra thí dụ như chạy lắp A nó vẫn tốt hơn các bạn. Nhưng mà nói chung về phân khúc hạng A thì mình thấy VinFast Fadil là một trong những dòng xe đáng để lựa chọn. Thì trong quá trình mình sử dụng thì mình cũng có đến để bảo trì, thì mình cũng chia sẻ với các bạn và đánh giá về cái dịch vụ bảo trì của VinFast. Thì mình cảm thấy là cái dịch vụ bảo trì của VinFast thì nó chưa có ok lắm nha các bạn. Về cái phục vụ thì nói chung nó cũng tạm được thôi. Về mọi thứ thì mình cảm thấy nó ở trong cái mức độ là được, nó chưa có bằng những hãng khác. Thì điều đó cũng là tất nhiên, tại vì nó là một trong những cái thương hiệu nó mới, nên cái điều đó là nó cần phải thời gian để mà nó khắc phục. Cái vấn đề đó là mình cũng không có khắt khe về vấn đề đó được. Rồi về cái vấn đề thứ hai ở đây là về phần nhiên liệu, xe này có tiết kiệm nhiên liệu hay không. Thì mình khẳng định với các bạn luôn, xe này không có tiết kiệm nhiên liệu đâu. Tại vì phân khúc hạng A nhưng mà với khối động cơ của nó là 1.4 lít, nó khác so với những dòng phân khúc hạng A kia là khoảng 1.2 lít. Thì 1.4 lít phân kho cái kho động cơ 1.4, nhưng mà với cái thân hình là nhỏ gọn thì dĩ nhiên nó phải chạy bốc. Thì xe mà chạy bốc mà muốn tiết kiệm là hoàn toàn là không có, tại vì các bạn chấp nhận với cái chuyện là chạy bốc thì dĩ nhiên là nó phải tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Nhưng mà thí dụ như mình vẫn có thể là mình chạy đàng hoàng, nhẹ nhàng, do cái cách chạy của mình nó cũng sẽ gọi là quyết định cái tốn xăng hay không nữa. Thì mình nghĩ là cái về nhiên liệu thì nói chung là nó ở mức chấp nhận được về cái phần nhiên liệu. Còn về các những cái xe khi mà cái chiếc xe VinFast này
khi mà mình sử dụng đến bây giờ thì nó cũng không có hư hao hay nó cũng có gì hết, ngoài trừ cái cần gạt nước thôi. Cái cần gạt nước thì khi mình mua về nó ồn quá, nó khi mà nó gạt nó xảy ra tiếng ồn nhiều quá, nên là mình có đi ra mình cho thay lại cần gạt nước, chỉ có một số cái như vậy thôi. Còn về mọi thứ mình thấy là VinFast Fadil là một cái dòng xe đáng để lựa chọn. Vì nhưng mà các bạn theo mình nghĩ á, xe này mình về mình cũng có làm lên một số thứ, giống như là mình làm lên độ cái cruise control và lim để mà nó hỗ trợ cho mình trong cái việc lái xe, rồi lắp thêm một cái bên chỉnh media, bởi vì xe mình là bản bay nó không có, thì mình lắp một số cái vậy thì mình khi mà mình lái xe mình cảm giác nó khá là ok, nó mang lại cho mình cái cảm giác thích thú khi lái. Hiện tại thì mình thấy là những cái chính sách của Vin nó để nó hỗ trợ mua hàng, giúp cho các bạn dễ dàng mua xe hơn. Và thật ra mình cũng hơi xót xa cái là cái thời điểm mình lấy xe và cho đến thời điểm bây giờ thì bây giờ các bạn mua các bạn lời hơn mình so với thời điểm trước là khoảng 40 đến khoảng 45 đến cả trăm triệu luôn á. Tại vì các bạn hiện tại bây giờ được những cái chính sách giống như là về hộ khẩu Hải Phòng được chiết khấu, được giảm 100 triệu, rồi hiện tại bây giờ được miễn thuế trước bạ 100%. Nhưng mà mình mua thì bây giờ là tới thời điểm này thì mình bị lỗ hết bốn mấy 50 triệu. Nhưng mà cái đó thì chịu thôi các bạn. Tại vì mình có xe mình chạy trước thì bắt buộc cái chuyện đó thôi. Mình cũng không ấy được, tại vì thời điểm khuyến mãi mà, lúc nào hay lúc đó, mình cũng đâu biết trước được là thời điểm bây giờ nó khuyến mãi đâu đó. Nên là các bạn, nếu mà các bạn quan tâm về dòng xe VinFast này thì các bạn có thể lựa chọn nó, vì mình thấy là nó đáp ứng đủ tất cả cái nhu cầu của mình luôn. Về tầm phân khúc 4, khoảng nếu mà các bạn mua bây giờ thì nó còn khoảng thời điểm bây giờ thì nó còn khoảng tầm trừ VAT khoảng tầm 400, 300 mấy 400 là nó rất là rẻ so với phân khúc hạng A. 300 mấy 400 về các bạn bỏ ra khoảng 40 triệu các bạn dọn chiếc xe này, lắp thêm những cái option vô, lắp thêm những cái phụ kiện vô, mình đảm bảo các bạn là đi ken xà beng không thua gì một phân khúc hạng B đâu, ngoài trừ cái về cái không gian rộng rãi thôi. Nhưng mà thật sự mình nói á, mình thấy là về mình đi chiếc xe này á, mình nói về cái phần rộng rãi đi ha, thì mình đi chiếc xe này ai nói chật nhưng mà mình cảm thấy nó cũng bình thường. Đúng là thật sự là nó chật hơn so với những hàng kia, nhưng mà về cái khoang lái thì mình ngồi nó cũng vừa đủ, nó không có rộng thênh thang như mấy thằng kia thôi, nhưng mà về cái chỗ ngồi này kia nó cũng là bao nhiêu đó, người ngồi kế bên cũng lại nhiêu đó, trừ khi nào các bạn chở người 150-200 kg thôi, chứ thật ra người ngồi thí dụ người 70-80 kg mình thấy cũng vẫn bình thường. Mà đa phần xe này mình đi đa phần là 2 người, cao lắm là 3 người, còn nhiều hơn thì cũng ít lắm, cũng có chứ không phải không. Thí dụ như lâu lâu chở gia đình đi thì khoảng tầm 4 người, xe này mình chưa bao giờ chở 5 người luôn, tầm 4 người, nhưng mà nó cũng đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình. Và các bạn phải biết là ở cái phân khúc khoảng 400 thì mình nói hiện tại giá giờ khoảng 400 triệu đi, 400 triệu thì cái đó là cái sự lựa chọn nó tốt nhất rồi, nó cũng không có đòi hỏi được gì thêm, mọi thứ không gian rồi này kia nó cũng khá đầy đủ. Các bạn chỉ có nước, ví dụ như các bạn về lắp thêm rồi này kia cái nọ là mình thấy là VinFast Fadil nó rất là ok. Ngoài mọi thứ nó cũng không có cái gì mà để mà đáng chê hết.
Rồi ok, xin chào tất cả các bạn. Và nếu các bạn thấy cái video này nó thông tin nó bổ ích thì các bạn hãy like giúp mình. Và xin cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào, hẹn gặp lại.